Anh Hoàng thì bây giờ là ứng viên số 1 thì năm thứ nhất cho danh hiệu vô địch V-League cho anh là đội nào? Và nếu như gặp lại Hoàng Anh ở giai đoạn 2 thì anh nghĩ trận đấu sẽ tốt hơn giai đoạn 1 của đá vừa hôm qua sân Hà Nội. Bây giờ để nói là đội viên vô địch thì chúng tôi rất là khó xác định, nhưng mà nếu mà chúng tôi còn gặp lại Hoàng Anh Gia Lai thì chúng tôi sẽ có một trận đấu khác với Gia Lai.